Ngày 9 tháng 7 tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức hội nghị quản lý an toàn đập hồ chứa thủy lợi và thực hiện dự án sửa chữa nâng cao an toàn đập năm 2020. Tham dự hội nghị có đại diện Tổng cục Thủy lợi, các tỉnh, thành phố phía Nam và Tây Nguyên tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá về công tác quản lý an toàn đập hồ chứa thủy lợi thực hiện dự án sửa chữa nâng cao an toàn hồ đập đặc biệt tập trung đánh giá những tồn tại hạn chế nguyên nhân dẫn đến các hồ đập bị xuống cấp hư hỏng nặng đồng thời đưa ra nhiều giải pháp bảo đảm an toàn đập hồ chứa thủy lợi trước mùa mưa lũ Hiện cả nước đã xây dựng hơn 7.000 công trình hồ đập thủy lợi, tổng dung tích khoảng 14,5 tỷ mét khối, tạo nguồn nước tưới cho gần 1,1 triệu hecta đất nông nghiệp và cấp nước cho sinh hoạt công nghiệp. Tuy nhiên, có khoảng 1.648 công trình đang xuống cấp, có khả năng hư hại trong mùa mưa lũ sắp tới.